Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mò Trí Thức. Các bạn thân mến, trong số lần này thì Mò sẽ cùng các bạn cùng với Mò đi khám phá về một trong những vùng đất bí hiểm nhất trên thế giới có tên là Tam Giác Quỷ Bermuda. Vậy thì cụ thể như thế nào? Giả thuyết tồn tại lâu nhất đằng sau Tam Giác Quỷ Bermuda đó là nó bị ma ám hoặc có một thế lực ma thuật hay thần bí nào đó đã khiến cho bất cứ ai khi bước vào đây đều bị lạc. Ngay cả đối với những người có đầu óc tương đối khoa học cũng thường có xu hướng đi theo lời giải thích này. Đơn giản vì không có bằng chứng cho bất kỳ một nguyên nhân nào khác gây ra các vụ tai nạn ở Tam Giác Quỷ. Giả thuyết này cùng với trí tưởng tượng phong phú của các nhà văn, nhà làm phim đã khiến cho Tam Giác Quỷ Bermuda thực sự là nỗi sợ hãi của các thủy thủ và phi công khi họ phải đi qua vùng biển này và đã biến nó trở thành một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới. 1. Con tàu ma Mary Celeste. Vào ngày 5 tháng 11 năm 1872, con tàu Mary Celeste, một con tàu thương mại hai buồng, chở đầy cồn đã rời khỏi cảng New York, Mỹ để bắt đầu chuyến hành trình đến Genova, Ý. Lúc đó trên tàu có 10 người, bao gồm 7 thành viên thủy thủ đoàn tàu, cùng với đó là thuyền trưởng Benjamin Brinks, vợ và con gái 2 tuổi của ông. Thế nhưng, nó đã ra đi mãi mãi và không thể hoàn thành chuyến hành trình của mình. Vào tháng 12 năm 1872, Mary Celeste đã được tìm thấy ngoài khơi quần đảo Azores gần với Tam Giác Quỷ Bermuda khi đang lênh đênh trên biển và di chuyển một cách vô định theo hướng gió. Khi ấy, Mary Celeste vẫn trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Hàng hóa bao gồm 1.701 thùng cồn, lương thực, thực phẩm và nước ngọt đủ để dùng cho 6 tháng vẫn còn nguyên vẹn. Vật dụng cá nhân của cả đoàn vẫn đều ở nguyên vị trí, một chiếc bơm đang hoạt động với 2 cánh buồm được dương lên. Nhưng tất cả thủy thủ đoàn tàu cùng với các giấy tờ, thiết bị định vị trên tàu đều đã biến mất. Chỉ duy nhất cuốn nhật ký hàng hải thì vẫn còn. Trong đó, ngày cuối cùng được đặt bút có đề là ngày 25 tháng 11 năm 1872, khi con tàu gần tới đảo St. Mary, cách nơi người ta tìm thấy nó khoảng 700 dặm. Vậy điều gì đã xảy ra với Mary Celeste? Các nhà điều tra đã loại trừ khả năng về một cuộc tấn công của cướp biển, vì hầu như mọi thứ trên con tàu này, bao gồm các thùng cồn mà nó đang vận chuyển và các đồ đạc có giá trị của thủy thủ vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều giả thiết cho rằng đây là một âm mưu tội ác, một vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh và thậm chí là một cuộc tấn công của một con mực khổng lồ. Tuy vậy, những suy đoán này rõ ràng là không hề phù hợp. Và đến tận ngày nay thì người ta vẫn chưa thể nào giải thích được vì sao một nhóm thủy thủ đoàn hoàn toàn lành nghề và một ngày thời tiết tốt với một con tàu hoàn toàn không hề hỏng hóc như vậy lại tự nhiên biến mất. Phải chăng vì có liên quan đến Bermuda, vì hải trình của nó đã đi qua địa điểm bí ẩn này? Câu trả lời mãi mãi chỉ là một ẩn số. 2. Những thủy thủ xấu số của Ellen Austin. Vào năm 1881, tàu Ellen Austin dài 64 mét đang trên đường từ London đến New York và tiến gần tới Tam Giác Quỷ Bermuda thì bỗng nhiên phát hiện ra một con tàu không có người lái đang bị trôi dạt ở phía trước. Thuyền trưởng Baker của Ellen Austin đã yêu cầu quan sát rất kỹ lưỡng con tàu này trong suốt 2 ngày để đảm bảo rằng đây không phải là một cái bẫy của bọn cướp biển. Và sau đó, ông cùng với thủy thủ đoàn tàu của mình quyết định sang con tàu vô chủ đó và đã tìm được một lô hàng được đóng gói rất cẩn thận, nhưng tuyệt nhiên là không hề có một bóng người. Baker muốn kéo con tàu này đi theo Ellen Austin, do đó ông đã cử một nhóm thủy thủ đoàn tàu sang để điều khiển tàu. Nhưng bỗng nhiên một cơn bão lớn đã ập đến, khiến hai con tàu mất dạng nhau. Ngày hôm sau, thủy thủ trên tàu Ellen Austin mới lại nhìn thấy con tàu hoang, nhưng tất cả thủy thủ của họ vốn đã lên tàu này trước đó đã hoàn toàn biến mất và đương nhiên không có một dấu vết nào. Hiếu kỳ, thuyền trưởng tàu Ellen Austin đã đích thân lên con tàu đó. Bỗng nhiên, một màn sương mù dày đặc và chói mắt xuất hiện, tách hai con tàu mất dạng nhau thêm một lần nữa. Và khi sương mù tan, con tàu ma một lần nữa đã hoàn toàn biến mất cùng với thuyền trưởng Baker. Cũng như những người trên tàu Mary Celeste, sự mất tích của các thủy thủ xấu số trên tàu Ellen Austin đến nay vẫn chưa hề có một câu trả lời nào thỏa đáng. 3. Sự bốc hơi của con tàu khổng lồ USS Cyclops. Chiến hạm USS Cyclops đã được quân đội Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 1917 thuộc lớp Proteus với chiều dài lên tới 165 mét, rộng gần 20 mét.
Đây là con tàu chở nhiên liệu lớn nhất thời đó, với trọng tải hàng hóa lên tới 12.500 tấn. Sau khi hạ thủy, chiến hạm này đã được giao nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho các tàu của Đồng minh Anh ở Nam Đại Tây Dương. Hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong chuyến hành trình trở về Mỹ, USS Cyclops đã đi qua vùng biển Bermuda. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1918, nó đã biến mất không một dấu vết cùng với 306 người, bao gồm cả thủy thủ đoàn. Hải quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch tìm kiếm rầm rộ, nhưng trong nhiều tháng trời, họ đã không tìm thấy gì, như thể USS Cyclops đã bốc hơi một cách hoàn toàn. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để có thể lý giải cho sự mất tích của chiến hạm này. Ví dụ như, USS Cyclops đã trúng ngư lôi từ tàu ngầm Đức vì người chỉ huy con tàu, Trung úy George W. Worsley, là một người gốc Đức, chính là điệp viên của Đức, là kẻ đã giúp cho quân đội Đức chiếm được chiến hạm USS Cyclops mà không hề tốn kém một viên đạn nào. Hay, USS Cyclops chở hàng hóa quá nặng so với trọng tải nên đã gặp sự cố thảm khốc và chìm xuống biển. Tuy nhiên, tất cả những giả thuyết này đều đã bị bác bỏ bởi không có một chứng cứ nào xác thực và cũng không hề có bất cứ một tín hiệu cấp cứu nào được phát ra từ con tàu. Không thể lý giải cho sự biến mất của USS Cyclops theo một cách thông thường, cho nên không biết người đã cho rằng chiến hạm này đã bị bốc hơi khỏi trái đất bởi một thế lực siêu nhiên nào đó có liên quan tới tam giác quỷ Bermuda. Và cho đến nay, sau hơn 100 năm đã trôi qua, sự biến mất của USS Cyclops cùng với hơn 300 người xấu số vẫn đang là một bí ẩn không có lời giải đáp. Tiếp theo, lại thêm một con tàu ma nữa mang tên Carol A. Deering. Carol A. Deering là một con tàu thương mại có 5 cột buồm, được đóng tại Mỹ vào năm 1919 nhằm sử dụng cho mục đích thương mại, vận chuyển hàng hóa và đã phục vụ được một năm trước khi chuyến đi định mệnh xảy ra. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1920, tàu Deering xuất phát từ Newport News, bang Virginia, Mỹ đi tới Brazil với hàng hóa là than. Thủy thủ của đoàn tàu này bao gồm 10 người, phần lớn trong số đó là người gốc Đan Mạch. Đến cuối tháng 8, thuyền trưởng Maris đã ngã bệnh và được đưa lên bờ tại cảng Lewis thuộc tiểu bang Delaware cùng với con trai, đồng thời cũng là thuyền phó. Và ngày sau đó, Dudley B. Wormell và Charles B. McClellan đã được bầu cử làm thuyền trưởng, thuyền phó mới. Sau đó, Deering đã rời đi vào ngày 2 tháng 12 năm 1920, dừng lại nhận tiếp tế tại quốc đảo Barbados và quay trở về Mỹ vào ngày 9 tháng 1. Đến ngày 28 tháng 1 năm 1921, Deering bất ngờ được phát hiện đang bị mắc kẹt gần vùng biển Bermuda. Lúc này, tàu cứu hộ không thể nào tiếp cận được do thời tiết xấu và khi họ lên được đến nơi thì trên tàu này đã hoàn toàn bị bỏ không. Toàn bộ đồ dùng cá nhân cùng với hai chiếc xuồng cứu sinh cũng biến mất không một dấu vết, nhưng trong bếp ăn, thực phẩm chuẩn bị cho bữa ăn vào ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn. Chính phủ Mỹ đã phát động cuộc điều tra rộng rãi về sự biến mất kỳ lạ của các thuyền viên trên Deering. Có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân Deering biến tàu thành tàu ma như bão, cướp biển, những kẻ buôn lậu rượu, những thành viên trên tàu nổi loạn. Cuộc điều tra cuối cùng cũng đã kết thúc vào cuối năm 1922 mà không có một câu trả lời chính thức nào về số phận cho Deering. Sự biến mất của thủy thủ đoàn tàu Carol A. Deering đã trở thành một trong những bí ẩn trong lịch sử hàng hải và cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa có bất cứ một lời giải thích nào hợp lý. Năm, sự biến mất bí ẩn của phi đội 19. Khi nhắc đến tam giác quỷ Bermuda, chúng ta không thể nào không nhắc tới vụ mất tích bí ẩn của phi đội 19 Hải quân Mỹ vào ngày 5 tháng 12 năm 1945. Khi ấy, phi đội 19 gồm 5 máy bay ném ngư lôi TBM Avenger tham gia cuộc tập trận Navigation Problem No. 1. Hầu hết các thành viên của phi đội này đều là các phi công lành nghề. Đặc biệt, phi đoàn trưởng, đó là Trung úy Charles C. Taylor, đã có 2.500 giờ bay tích lũy và từng tham chiến ở mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cuộc tập trận diễn ra đúng như kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, khi máy bay bay qua khu vực Bermuda để trở về với căn cứ thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Phi đoàn trưởng Charles C. Taylor thông báo cả hai la bàn trên máy bay của mình đã bị hỏng, khiến cho cả phi hành đoàn bị lạc đường. Bốn máy bay còn lại dường như cũng gặp trục trặc tương tự như vậy. Hệ thống phát thanh mặt đất đã cố gắng liên hệ để xác minh vị trí của phi đội bị mất tích, nhưng không thành công. Đến 6 giờ tối, phi đội 19 đã hoàn toàn mất liên lạc. Vào 7 giờ 30 phút tối, Hải quân Mỹ đã cử hai chiếc thủy phi cơ trinh sát
PBA Marino để tìm kiếm phi đội 19. Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ tối, một trong hai chiếc đã bị biến mất trên màn hình radar. Vụ mất tích của 14 phi công thuộc phi đội 19 và 13 thành viên máy bay cứu hộ PBA Marino đã trở thành một trong những cuộc tìm kiếm trên không và trên biển lớn nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm kiếm, họ không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của phi hành đoàn và những chiếc máy bay đã mất tích. Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Một số người tin rằng phi đội bay đã bay sang chiều không gian khác. Một số người lại tin rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt đi. Những vụ mất tích mà Mọt kể ra trên đây chỉ là 5 trong số hàng trăm vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra tại Tam Giác Quỷ Bermuda kể từ thế kỷ 19 cho đến nay. Để có thể giải thích nguyên nhân cho các vụ mất tích bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đã cố gắng đưa ra những giả thuyết khoa học như sóng tử thần, loại sóng cao tầm 4 đến 7 mét hay xuất hiện bất chợt, dòng vịnh hay khối khí metan dưới đáy biển khiến cho hệ thống định vị của đoàn thuyền và máy bay mất khả năng hoạt động. Nhưng đương nhiên, vẫn chưa có sự thống nhất và cũng chưa thỏa mãn được sự hiếu kỳ của con người về vùng biển này. Và đó chính là Tam Giác Quỷ Bermuda. Cùng với những vụ mất tích bí ẩn đến ngày nay thì vẫn chưa có một lời giải đáp nào xứng đáng hết. Thì các bạn có thể nào hay các bạn đánh giá sao? Hãy dành cho chúng mình một like, một share và nhấn nút subscribe kênh để có thể cập nhật những thông tin, những điều khám phá thú vị và mới nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!